Câu ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau nghiên cứu một cái đoạn trailer nho nhỏ của admin Lockroot vừa mới đăng tải lên YouTube để xem mình và các bạn sẽ cùng nhau soi ra được gì. Nếu mà các bạn soi ra được những cái gì mới mẻ đó thì các bạn comment bên dưới video này để cho mình cũng như là các bạn khác cùng nhau tham khảo là các bạn đã soi ra được gì và các bạn đã biết được những gì trong khi mà các bạn xem cái đoạn trailer đó. Còn bây giờ thì bắt đầu xem video thế nào các bạn ơi. Đây là cái đoạn trailer mà admin vừa mới đăng lên YouTube phải không? Ủa cái chỗ này là chỗ nào của ta? Đây là cái đoạn video mà mình và các bạn cùng nhau khám phá và nghiên cứu em. Ôi. Mình mới phát hiện ra được cái chỗ gì mà nó lạ lắm ta. Hay là do là mình không biết được những cái vị trí góc map ở trong cái tựa game Lockroot nên là mình thấy đây nó lạ. Có thể là mấy bạn biết đây là chỗ nào. Còn mà nếu các bạn không biết á thì chắc chắn đây là đảo mới rồi, không chạy vào đâu được. Muốn biết được thì phải chờ up 17 bách 3 thôi các bạn. Tiếp. Xem coi hòn đảo mới như nào. Ủa? Sao lại đưa mặt xương này ra đây? Mình tưởng đâu mà cho mình coi giáp dòng đảo mới chứ. Con này là mình đánh lấy kiếm Tushita nè. Ủa rồi có liên quan gì đến con này đưa lên? À có các bạn ơi, có. Có á. Hợp cây Tushita với cây Yema lại thành cặp song kiếm. Ôi! Coi chừng bí mật đó cũng sẽ có liên quan đến con này đó. Chứ không có chạy vào đâu được. Đây nữa nè, đưa mình đến đảo phụ nữ rõ ràng luôn nè các bạn. Chỗ này đảo phụ nữ chứ đâu nữa. Lãng hoàng giải mã cái bí mật cặp song kiếm của Odin cũng liên quan đến cái hòn đảo này. Nó sẽ liên thông với những cái nhiệm vụ nho nhỏ với nhau ha. Còn đây là cái hòn đảo của Gekko Moria nè. Hoặc là admin chỉ chạy khúc đầu để làm tôn vinh cặp kiếm Odin cái khúc trailer phía sau thôi. Đây là cái Yema nè các bạn. Chỗ rút kiếm Yema ha, các bạn quá là quen thuộc rồi. Đó, mình mới thấy cái nhân vật Rip and Ra đó các bạn. Lại chuyển cảnh sang cái đảo của Gekko Moria nữa rồi. Không sao, mình sẽ lặp lại anh Jeep Enja nhanh thôi. Đó, gặp dạy rồi nè, mới từ đậu bánh đi qua là gặp rồi. Ở đấy cầm cặp song kiếm nha. Tushita kết hợp với Yema. Để xem chiêu thức như thế nào đây. Anh ấy đang test với một bạn người chơi biến thành cái dạng rồng Kaido á, cho giống như là Finn One Piece vậy các bạn. Thì khúc này mình nghĩ là nên chuyển về 0.25 để xem kỹ chiêu thức các bạn ơi. Rồi khởi chạy nào. Chiêu thức như nào đây? Sức kích. Đó, mình thấy gồng lên dữ dội lắm kìa. Chém bay đầu rồng. Dứt. Đây, chiêu lướt lên nè các bạn. À, đây là chiêu của nó nè, trời. Đụng trúng cái đầu rồng, các bạn thấy nó phát tiết aura ra rất là kinh khủng luôn. Đây là một chiêu nằm trong cái cặp song kiếm của Odin nữa các bạn. Hàng mythical đấy. Nhìn là thấy là chất chơi liền. Rồi lại chuyển cảnh sang một cái chiêu thức hệ điện nè. Không biết là Goro được làm lại hay là cái này của tộc Minh nữa. Cho chậm là thấy được các bạn. Ui, Electro các bạn ơi, Electro. Hoặc là các bạn nào mà sở hữu tộc Minh hay tìm cách nào đó nâng tộc Minh lên V4 nữa để sở hữu được cái dàn chiêu này cũng chừng nữa. Nè mình thấy nè, tay bật điện lên nè, trời. Nhìn đã lắm các bạn. Ủa nó giật điện kìa. Trời, rất xa luôn nha. Nè các bạn coi lại khúc này nè. Đó, các bạn thấy vị trí không? Trời, đánh 2.207 máu kìa. Quýnh xa nữa chứ. Đỉnh cao đó nha. Vậy là liên quan trời. Còn chiêu trùm điện nữa các bạn. Y như là cái lưới điện nè. Đó, mình bắt một người chơi nào đó vào đây nè. Rồi. Đã nha. Thấy có độ đi mê rồi. Đây một chiêu nữa nè. Ủa làm gì vậy? Mình thấy là sao mà dậm điện chuẩn bị bay lên hay sao à? Đã có bay thiệt các bạn ơi. À, bay lên rồi sau đó bắn nẹt điện xuống. Mình thấy là 1892 nè các bạn. 1892 máu chiêu này ha. Quá đã đỏ. Còn cái chiêu này gì mà mình thấy dậm nổ lên thấy ấn nè. Có liên quan gì đến trái quỷ bơm bơm không? Đây nè. Mình thấy dưới nổ cái dậm bay lên nè các bạn. Rồi à. Rồi ông bơm bơm mà. Độ chiêu nè. Rồi mình thấy aura bọc ngừ rồi nha. Phát nổ. Nếu mà trái bơm thì nó sẽ phát nổ. Ôi bơm các bạn ơi. Trái bơm.
trái bom được làm lại rồi, chất vậy. Mình đoán là vậy thôi nha. Còn các bạn nghĩ ra được một chiêu thức hay là một năng lực trái quỷ gì thì comment bên dưới nha. Thì đây chỉ là mình xem và phỏng đoán chiêu thức của một trái quỷ hay là một cái melee nào đó thôi. Gì đây? Đó đó đâu? Chiêu của Muji hả ta? Nhưng mà sao mình không thấy bột trắng chứ? Vậy phải Muji rồi các bạn ư? Vậy có thể là trái gai làm lự á. Wow, dữ đây. Ôi. Ôi, một năng lực trái quỷ nằm trong thất đại quỷ các bạn ư. Các bạn từ nay hả? Sao các bạn chơi spin nữa? Đây là năng lực spin được làm lại được các bạn nè. Đó, các bạn thấy đứng một chỗ say gây đam được luôn nha. Chứ không phải là bây giờ là bay không đâu. Giờ là gây đam đỉnh cao nè, say à. Đó, tuôn cũng ngon lắm. Ôi, Muji. Anh Muji nhẹ nhàng lướt qua rồi. Bánh xe thần tốc này trời, nhịn đã thiệt chứ. Anh em chuẩn bị Muji đi là vừa rồi. Trời, cái gì vậy? Còn gì ở đây? Đây thấy hai người trời ơi. Phân thân chi thực của Naruto hả? Dạ coi coi. Ôi, chiêu này giống chiêu của Muji nha các bạn. Muji. Trời ơi, đâm từ dưới đâm lên nè. Có vẻ ghê gớm đấy. Ủa, cái gì á? À, ba ra các bạn ơi, ba ra đây. Đây nè, trái ba ra nè. Admin bây giờ cũng chăm chút những trái quỷ nằm trong thất đại quỷ lắm nha các bạn. Lúc nãy là các bạn thấy spin đúng không? Giờ các bạn thấy ba ra nè. Đây chỉ có thể là chiêu thức của ba ra thôi chứ không có chạy vào đâu được hết đó. Các bạn thấy phân tách người nữa nè, nó xảy vô. Trời, cái gì mà giọng hiếu hả? Trời, liên hoàng đấm như là gắt linh gan của Luffy các bạn đó. Đây nè, giọng liên tục nè. Đó các bạn thấy không? Giọng liên tục luôn, phân tách giọng liên tục luôn, dữ dội hả? Mình không biết đây là của trái Bara hay là của trái Gumu nha. Ủa, Nika chứ, Nika. Không, nhưng mà mình thấy đây là phân tách rõ ràng các bạn ơi. Chắc là một chiêu thức nằm trong bộ chiêu của trái quỷ Bara luôn á. Ôi, giọng nhìn sướng chưa kìa. Đó. Trái spin nè các bạn. Thất đại quỷ, các bạn đừng chê nữa nha. Trời, cái chiêu gì mạnh vậy? Ủa, cái chiêu gì mình thấy nó sấy ghê lắm luôn á. Đâu rồi? Thấy nó sấy y mưa ở đây nè. Không biết chiêu của năng lực trái quỷ gì nữa. Nhìn nó bá lắm, mình chỉ có thể nghĩ đến trái tơ thôi các bạn à. Chứ không còn nghĩ đến năng lực trái quỷ gì khác. Trời, cái gì nó đấm hay ghê kìa. Có lẽ Super Hình Minh V2. Ôi, gì đây? Mới xem bộ chiêu xong qua đây thấy gồng gì thấy ghê hả? Boss hả? Đâu, ông ra lên ngút trời các bạn ơi. Cặp kiếm cô đình. Phải xem lại các bạn ơi. Mình thấy cái chỗ này nó lạ lắm nè. Ý như là mình làm xong một cái nhiệm vụ bí mật bí ẩn nào đó của đội ngũ admin sắp xếp á. Rồi sau đó là mình triệu hồi cái con boss này ra. Rồi sau khi đánh bại con boss thì mình sẽ có cái tỷ lệ rớt cái cặp kiếm mythical. Hay là đánh bại con boss này. Rồi mình lại chỗ nào đó mình ráp cái cây kiếm Tushita với cây Yema lại. Khi mà mình lấy nguyên liệu từ con boss này. Theo mình suy nghĩ là vậy. Hoặc là admin để như vậy để lừa mình và các bạn thôi. Thật sự đây là một người chơi. Và đang cầm cái cặp kiếm Odin. Và đây các bạn sẽ thấy sức mạnh phát tiết ra aura nó dữ dội cỡ nào đó. Nhưng mà mình thấy giống ra hai boss hơn. Tại vì cái chỗ này nè, mình thấy một cái khu vực nó lạ luôn nè các bạn. Chỗ này mình đâu hề biết đâu. Rồi bên ngoài thấy tới thùi à. Như là vừa mới chịu hồi con boss ra vậy. Chuẩn bị có một cái màn sắp lá cà dớp lá cải nó, nó thấy nó gồng lên nè. Dữ dội quá à. Thì các bạn nghĩ sao? Đó là boss hay là một người chơi cầm cặp song kiếm của Odin? Thì các bạn để lại comment bên dưới nha. Và tiếp theo, Awakening. Awakening cái gì? Awakening thì Super Hình Minh. Chúng ta sẽ được chứng kiến. Rồi vừa vô mình thấy gì mà động trời động đất đây. Thấy lỡ đất rồi. Ôi. Lóc dữ à ta. Trời ơi, oe rộng lắm các bạn hô. Đừng có nói đây là chiêu ít của Super Hình Mình được nâng cấp lên nha. Chắc nó rồi các bạn ơi. Nó rồi chứ ai trồng khoai đất này nữa. Mình thấy nó lóc oe rộng lắm đây nè. Cuốn lên.
thì một lần là mình thấy là 433 máu nè các bạn. Không biết là nó duy trì bao lâu, chắc lóc xong phát này cũng được 3k mấy 4k. 5 lần thì phải. Gây sát thương 5 lần, lần 433. Nhưng mà không biết là cấp độ của admin là bao nhiêu nữa mình mới tính ra được cái lượng đam nha các bạn. Tiếp theo cái gì nữa à? Trời ơi. Gì mà mình thấy chiêu gì giọng từ trên giọng xuống vỗ xuống cái bọt các bạn. Tưng lên nè. Ôi. Tại sao lại lòi ra chiêu này nữa? Đừng nói với mình là chiêu thức của trái quỷ gia sư nha. Gì nè. Ví dụ bay thả bom nữa chứ. Rồi trái ga các bạn ơi, ga. Có bay thả bom xuống nữa chứ, nghĩa thì ôi, gu ra nè. Gu da được làm vậy các bạn ơi, coi kỹ nha. Làm lại chiêu thức ra làm sao? Đã không? Ui ui ui. Hai k 8 các bạn ơi. Kỳ này á admin tập trung vào aura dữ lắm nha các bạn. Đánh lỡ đất một phần nè, các bạn coi aura nè, phát tiết ra nè, trái gu ra trái chấn động rồi nó phải như vậy các bạn ơi. Nó phải như vậy. Trời bay kìa. Đây nữa nè, đây là một chiêu của trái gu ra được làm lợi nè. Cái gì vậy? Sao mình thấy giọng cái nhân vật này đang đứng đây cái lui về từ đây lui 8 mét rồi. Đâu có gì vậy? Chưa kịp thấy nữa, mình thấy nó phát sáng lên rồi. Rất được làm lại ha. Để xem. Đâu không? Trái gì vậy? Ôi, lò xo. Một trái ác quỷ cũng nằm trong thất đại quỷ. Vậy là lúc nãy là spin ba ra, bây giờ tới lò xo các bạn ơi. Đó, lò xo làm lại đó các bạn, chê đi đó, dữ dội chưa? Chiêu thức quýnh ầm đùng. Đó, chiêu bài liên hoàn này các bạn ơi. À, bây giờ là không cần tường đi quá nữa các bạn ơi. Nó bài này đã chưa? Nói tuyệt vời. Chê lò xo hả? Thôi, tấn trái gì đây? Mình nhìn thấy sao mà đen tối như vậy? Trái của râu đen à? Rồi, đúng rồi, trái Yami các bạn ơi. Yeah. Trái của râu đen, để coi chiều như thế nào. Rồi nhìn nó gom đá các bạn, tàu ngôn nó gom đá dưới đất lên nè. Các bạn thấy không? Tích tụ bóng đêm rồi sau đó là lôi cục đá dưới đất chọi thẳng vào kẻ thù nè. Đó, đá bay, tét đầu. Đây một chiêu nữa nè. Thấy bay lên nha. Đó. Coi như là mình sử dụng bóng đêm á, sau đó mình lôi kẻ thù bay lên cao ha, nắm đầu lôi lên. Đây nữa nè. Ôi. Chiêu thức Yami làm lại đỉnh quá các bạn ơi. Nè, hố đen nè. Hút vô trời. Lốc xoáy bóng đen là chứ. Ui. Ồ, aura đỉnh lắm. Hồi nó tích quả cầu kìa các bạn. Nhìn đúng chất luôn. Đó ulti rồi. Phang. Hút sau đó nổ phát tiết aura là kinh dị thiệt. Đây. Thần tượng của các bạn đây, idol của các bạn đây, quả quyền ấy. Ủa? Nhầm. Nhân vật mà các bạn ghét. Chó đỏ Akainu. Nè các bạn thấy lúc trước cái tấm hình á. Đó, lướt lại. Giờ hai bàn tay lava ra ha, sau đó mình vỗ vô. Đó. Giờ là thấy chính thức chiêu rồi đó. Núi lửa phun trào nè các bạn. Nhìn chất chưa? Chiêu Magu được làm lại chất chơi thiệt. Đó. Quả đã. Có chiêu Mera không? Ôi lặn xuống các bạn. Lặn xuống rồi tiếp xúc mục tiêu rồi sau đó là cho núi lửa phun trào lên đây nè. Coi lại nè, lặn xuống nè. Tiếp cận kẻ thù, núi lửa phun trào. Đây nó nè, rồi. Ồ. Cái đầu hổ nha. Chiêu bắn liên hoàng đấm nè các bạn. Trời ơi. Nhìn đâu ra đã dữ. Vẫn giữ được cái khí chất là khi mà ở trong lava thì sẽ bị gây sát thương. Ôi, chiêu này sao giống chiêu của Mira hả ta? Ở Magu, vẫn còn Magu. Ôi,
Ủa? Quái gì đây? Súng à? Ủa xanh xanh này là cái gì vậy các bạn? Mình nhìn không rõ luôn á. Mình thấy giống một cái kỹ năng của cái súng hơn á. Chậm nhất có thể mới nhìn thấy nha. Đây nè. Bắn ra những cái đường màu xanh lá nè. Ở sau khi tiếp đất hoặc là đụng mục tiêu thì sẽ phát nổ ra. Không biết đó là cái gì, các bạn nào biết comment bên dưới heo. Còn đây 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 mới mê ra nè các bạn, idol của các bạn đến rồi. Là gốc. Ui chiêu nổ kìa. Hết sảy, đây nè. Pum. Thôi Mira được làm lại. Mira, Magu, Bane, Chớp, Spin. Rồi đây nè, đây nè, quả cầu nè. Nhìn chất lắm. Trời ơi, nó nổ. Nó nổ rồi, thôi rồi rồi các bạn ơi. Nó làm như một trận lửa càng quét. Còn này cái gì đây? Ủa cái đó chứ, mình thấy giống gia sư hơn nữa các bạn. Ờ, trái hi ơi nè. Đây là trái hi ơi ha. Trái ơi được làm lại aura. Chứ chiêu hi ơi thì cũng có cái chiêu này. Ôi con chim trĩ kìa. Con chim trĩ mình thấy nó bay nhanh hơn hay sao á. Đây 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 đây. Chiêu V. Chiêu V của trái hi ơi được làm lại nè các bạn. Mình thấy làm lại này khá giống Rainbit á. Các bạn nào chơi Rainbit thì nhìn sẽ biết á. Nó tựa đến 98% luôn rồi. Còn lại 1% là do Aura và admin thiết kế sơ về cái độ lan tỏa của nó thôi. Ủa còn đây là cái gì vậy ta? Mình chưa kịp thấy chiêu của gì nữa. Trời ơi, cái gì mà nó nổ phát tiết thấy ứng à. Cừu. Thấy tan thành mảnh giáp luôn kìa. Ôi sao kiếm bù đình các bạn. Lướt xuống. Ôi ôi. Các bạn coi nó va chạm nè. Đó. Còn chiêu này. Chiêu đó không biết các bạn. Nhìn lạ quá. Giống chiêu của một cây súng á. Trời ơi. Lần này róc rút chân lớn quá các bạn. Hiệu ứng aura nó quá kinh dị luôn đây nè. Cục gì mà nó đến đây nó bọc lại rồi nó phát tiết năng lượng ra dữ dội à. Nhưng kìm nén lâu năm mà nổ chấn thiên động địa. Kỳ này bạn nào điện thoại yếu hay là máy yếu cẩn thận cái aura đó nha. Mình thấy là có độ là nâng cấp cấu hình máy hư lên rồi đó. Aura lớn quá các bạn. Thì lớn thì RAM nó sẽ ăn, mà một khi nó ăn RAM thì sẽ gây một cái hiện tượng lắc á, ăn RAM ăn CPU là điều chắc chắn rồi các bạn ơi. Không chạy vào đâu được. Đây, khu vực mới nè các bạn ơi. Đây 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 mới nè. Này cái này là mình chuyển về 0.5 á, các bạn mới thấy rõ được vậy á, chứ bình thường clip nó chạy lẹ lắm đây nữa nè. À, khu mới nè. Đảo mới các bạn sẽ qua thăm thú á. Ôi! Cái chỗ cái con boss lúc nãy nè các bạn. Đúng luôn rồi đó. Mình sẽ chịu hồi con boss, boss sẽ đứng đây xuất hiện ha, cầm cặp kiếm mình đánh ra ra một cái vật phẩm gì đó để mình hợp cái cây Tushita và cây Yema lại, hoặc là mình đánh có tỷ lệ rớt được cái cặp song kiếm đó. Ủa cái chiêu thức gì nhìn đã vậy? Mình thấy giống của Super Hình Mình V2 hơn các bạn. Là gốc. Ui 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 trúng hạt báo đi rồi. Trái quỷ mơ báo nè. Ơi vô anh báo đó. Báo già sức kích. Thì ra là cái đốm sáng dữ dội đó là của báo già các bạn ơi. Còn đây đây đang sử dụng chiêu gì nè. Ôi Rumble à. À trái gu mư. Trái gu mư với trái báo vậy các bạn. Vậy gu mư được làm lại. Đó. Trời ơi. Đánh như phình luôn các bạn ơi. Nhìn chất lắm. Đã chưa? Nó các bạn thấy đánh chiêu nào chiêu nấy aura nó phát tiết ra không? Nè. Một con báo thì bắn, một người thì đấm ghi hai. Đây.
Super Hitman đây nè các bạn ơi. Chờ đợi nãy giờ. Chính nó đây. Ôi. Mình gồng mình lướt về trước các bạn. Lướt về trước tiếp cận. Đó gốc. Ôi. Tiếp cận liên quan đá liên. Đá liên lệ luôn các bạn đây nè. Mình lướt trúng nha. Đó. Nè các bạn coi nó đẩy lại bóng nè. Đẩy bóng sút lia lịa luôn. Đó, nó nhảy vô sút. Mình thấy như là cái chiêu Z nâng cấp đó các bạn. Cái chiêu Z thì mình cũng lướt vô đúng không? Mình lướt vô. Rồi sau đó là mình đấm rồi mình đẩy văng ra. Còn này là có aura rồi để lại bóng nữa chứ bài đá lia lịa. Còn đây là cái chiêu X nè các bạn. Thấy khá giống chiêu X. Nè, gồng lên nè, đó. Rồi sau đó là mình phát tiết năng lượng ra nè. Rộng không? Chiêu ít bình thường là đâu có rộng rộng đường vậy. Còn thêm một chiêu nữa nè. Một chiêu mình chọi tầm xa các bạn ơi. Mới có một chiêu đánh tầm xa là mình đá đó, mình đá kẻ thù văng ra kìa. Hoặc là mình có thể sử dụng chiêu đó để tấn công tầm xa. Rồi. Oe rộng quá. Cái chỗ này mà nó đi hết nửa sân đấu luôn rồi. Đã. Đây. Rồi. Vậy là cái người gồng lúc nãy là chiêu của cây kiếm các bạn ơi. Trời ơi. Nhìn chiêu cây kiếm kìa trời. Đẩy đi ra xa đó chứ. Đó. Nếu mà ai trong cái nguồn năng lượng đó thì nó lại khác nữa ha. Bình thường á, các bạn xài cái chiêu này không? Mình đứng từ xa thì mình chọi trúng kẻ thù sẽ bị đẩy ra phía sau ha. Còn nếu á, mà kẻ thù mà lại gần các bạn luôn á, chui vô cái nguồn năng lượng này sẽ bị gây một cái lượng sát thương. Nó đẩy ra nè. Pum! Quả đã. Aura thì phải nói là không thể nào mà bàn cãi được rồi các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Bây giờ là các bạn cần chuẩn bị thêm là cái điện thoại cấu hình cao và ổn xíu á. Ôi, cái cây guitar của băng vũ rôm nè các bạn. Trời đất ơi. Vậy là cái cây này có thể là nằm bên súng rồi các bạn ơi. Rồi, quá đã các bạn ơi. Cây guitar nó quýnh chiêu như trác quỷ luôn. Cái này mặt pin không để guitar lên đó thì mình tính đâu là trác quỷ á. Tưởng đâu là trái linh hồn làm lợi không. Trời ơi, chiêu nhìn chất lắm. Như là chiêu của cây guitar nha các bạn. Hai ba chiêu luôn, đâu phải một chiêu. Không biết có guitar thức tỉnh hay không. Đó, kìa. Nó đờn liên tiếp đó các bạn. Thôi đã coi cái chiêu. Không lẽ này nó nằm bên súng ta. Súng lâu lắm rồi không ra súng mới các bạn ơi. Chắc nằm bên súng thiệt á. Còn này là gì đây? Thiền A đua với cái thiền hoa nè. Ôi, thiền hoa chạy bằng thiền A luôn các bạn. Thiền được tăng thêm tốc độ chạy à. Ôi, chạy bằng Y luôn kìa. Ôi, đã vậy. Thiền hoa bây giờ được tăng tốc độ. Không biết phải vậy hay không ha. Có thể là chạy gần bằng thiền A thôi. Còn cái thiền A của cái bạn chạy bên đây nè, có thể là chạy nhấp á, cho thiền hoa nó dí theo. Admin gây hiểu lầm á, là cho mình nghĩ là cái thiền hoa được tăng tốc độ, nhưng mà thật sự là không phải. Nhưng mà mình thấy là chạy đàng hoàng đây nè. Mình chỉnh về tốc độ bình thường coi. Có thử có nhấp không ha. Mình thấy chạy rất bình thường nha các bạn. Không nhấp gì hết nha. Chỉ tu nhanh lên thôi. Chứ thấy chạy rất bình thường luôn đó. Thiền hoa giờ chạy gần bằng thiền ngay các bạn ư. Đó là những gì mà mình đã soi ra ở trong video mà Min đã đăng tải lên YouTube á. Thì cái trailer cuối cùng sẽ xuất bản vào chủ nhật tới. Có thể là chủ nhật tuần này. Vậy là xong hết tất cả trailer thì chắc chắn là game sẽ được cập nhật up 17 patch 3. Nhanh thôi các bạn à. Chờ tầm nửa tháng hay một tháng nữa thôi là up 17 patch 3 cập bến rồi. Chuẩn bị mình và các bạn sẽ cùng nhau trải nghiệm dài đà. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình trong ngày hôm nay ha. Và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau và tiếp theo. Ở trong server thì nó cũng đã dăng ra quá 20 phút rồi các bạn ơi. Ngồi phân tích quá. Rồi bye bye các bạn nha.